Thamay tiệt hai, nè ra chân mốt cả ai bị chuẩn nè lưu dân hóa, đòi hẹt phò nì. Ta nè chong ong kui nơi krom nè đầm nạp xe tiết lưu dân hóa đà rời tế, bà tu bà chết sạp mơ tư mần lọ ọc đấy, bàn tay nè ra chân nà mốt nè lưu càng ai dân hóa, cư lục Alejandro Nunes Vicente, ai dụ mập hay bởi chân nắm chung chết Espan chưa chạy thả, cả ai bị chuẩn, ai xin xong xong chay cả lấy ong kui bàn, cả ra chân nà cả ai bị chuẩn nè lưu dân hóa ní, ai tự tu bàn cả công trô nâng cả ri con phong đại. Lúc nụ nè Vicente bằng lực làng thả, mà nụ phía chân mình cho chất cả chân này bởi đất thầm mấy tế vì bố kê khai cả phá phá đố, bằng tay bà dương càng tài bằng hành nâng càng tài áp phí vọt nụ, bố kê nâng tự tố xóa cả chân này bởi đất thầm mấy mươi nị. Lúc nụ nè Vicente, mình bán chi dịp lúc bằng bắt cả ấy thòm đàn nụ tế, bằng tay lúc đang chấp bá thả cả chân này bởi đất cả ấy rồi bỏ lúc mình xóm xóm, nâng mình tự tố bán cả chạp ở rộng phí mà nụ tương ổn nụ tế, bởi tố bởi chi lúc cất thả cả ấy bẹp nị, nghĩ sửa chiến xâm rạp đẹp đâm ná giang ná cả đây. Lúc bên tòa thác, lúc mình cập bố cập bố, hay thua ở lúc mình ả rộng tham ảnh sửa, nâng lòng bạc nơi khả nông ca rớt còn lại đã trường. Đối chân này thua ở lúc kênh mình lụa, khả nạp bê đơn lơ dân hóa, tiếp lúc mình cập nứt bằng cách cả ai bị chuẩn, đảm bấy đọc sài phá nhà hà nỉ. Lúc lực lãng thác cả ai bị chuẩn xâm rạp nạy đầm ná lơ dân hóa, ai thua ở nẹ pra cả lãnh tùm nê giang xóm rũng, nâng mình kia កៃពីជន់នៅលើយន្តហោះគឺជាកំណត់មួយរបស់លោកនេះវិកសិនទេនឹងត្រូវបានសាកល្បងដោយក្រុមហ៊ុន Akasjo Thom នៅក្នុងកម្មវិធី Air Graph Interview Expo នៅឆ្នាំ 2028 លោកនោះនេះវិកសិនទេបានបាននិយាយថាលោកមានអារម្មណ៍រំភើបណាស់ដែលទទួលបានការកោតសរសើរពីក្រុមហ៊ុន Akasjo បែបនេះក្រៅពីនេះលោកនឹងសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន 3D Sitmap VR ដើម្បីបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាកៃពីជន់សម្រាប់អ្នកដំណើរលើយន្តហោះមានលក្ខណៈបែបណាខ្លះ.